cao đẳng thực hành FPT Polytechnic với tên gọi Happy Bee 2017. Và trân trọng giới thiệu sự xuất hiện đặc biệt của một vị khách mời rất đặc biệt, Sơn Tùng MTB. Mọi người có mệt không ạ? Wow. Có mệt không ạ? Yeah. Mọi người rất là sôi động. Và cái khúc tiếp theo là một ca khúc mang tên cái gì ạ? Người theo hương hoa mây mù răng, làn sương khói vội phai đưa bước ai.
đừng coi mình ta vẫn vương. Em là ngăn dòng lệ ngừng khiến khoe mi sầu bi. Ô là đường xưa nói có nhân từ ra biệt ly cánh hoa. Phần duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng. Lắm. Everybody hands up. Cánh tay. Nhạc hãy đi giơ tay. Nhạc hãy đi giơ tay. Let's go. Trên là mi mắt chia liều hoa rơi buồn điều mắt tiếng đàn này theo số tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn lớn mọi đường gõ vào mình đã nắng chưa vàng muốn lúc mày qua xin đừng quay lưng đừng mang tàu hè nước kia rời xa một yên bình nơi nào cho bụi thao lắm. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ca khúc tiếp theo luôn được chưa ạ? Sẵn sàng chưa? Say yeah. Say oh yeah. Say yeah yeah. Say oh yeah. Say meow meow. Meow meow. Meow meow. Meow meow. Meow meow. Meow meow. Oh yeah! Yeah, yeah!
nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa. Ôi em đã khác rồi, ôi em quên hết đi. Ê, tình yêu trong em ra toan ra rồi. Ê đừng vội vàng em, hay là em cuồng ngày hôm qua. Xin hãy là em cuồng ngày hôm qua. Đừng bỏ mà anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức em cùng ngày hôm. Yeah. Chia tay trong em có quên được cô cam thì cũng sẽ em cho anh đâu nào phớt pha đừng lừa dối con tim anh em sẽ không buông tay anh được đâu mà yeah. Gần nước mắt yêu đi đó cứ quay lại nơi anh em biết rằng tân vượt qua đã qua che lớp đưa nó về đau từng kia nước mắt đó vẫn rơi thì em mong baby yeah. Nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu anh còn là em đã khác rồi em muốn quên đừng quên hết đi yeah. Yêu trong em ra toàn ra rồi anh không một vui mình trong mơ bước xa rồi và người đã bước xa rồi cánh tay đâu.